Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ liên quan và tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh về dự án khu đô thị Quê núi Thành Hòn Non Bộ ở vùng đệm Vịnh Hạ Long. Theo đó, ngày 5 tháng 11, báo chí phản ánh tình trạng Quê núi Thành Hòn Non Bộ tại dự án khu đô thị ở khu 10B Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Về việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh trên, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra trước ngày 25 tháng 11. Trước đó, ngày 7 tháng 11 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 125 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Dự án này có tổng diện tích 31,82 hecta, trong đó có 3,88 hecta tương đương khoảng 12,19% nằm trong vùng đệm Vịnh Hạ Long theo quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn đỗ gia capital không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả dtm thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh theo nội dung của dự án này quá trình thực hiện dự án nêu giải pháp thi công chủ đạo là thi công trước hệ thống kè bao quanh dự án sau đó đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật rồi đến các công trình theo quy hoạch trong quá trình thi công sẽ có các biện pháp bảo đảm thủy chiều và nước mưa không cuốn theo bùn đất phế thải ra ngoài phạm vi thực hiện dự án chủ đầu tư phải lựa chọn thời điểm thi công tuyến đường công vụ trong đó có hoạt động nạo vét bùn trồi tại thời điểm thủy chiều thấp để hạn chế phát tán bùn đất ra ngoài môi trường tại thời điểm kiểm tra thực địa công trình thi công dự án trên chủ đầu tư chưa thi công hệ thống kè bao quanh mà đang đổ đất trực tiếp xuống vùng nước biển ven bờ thuộc danh giới quy hoạch dự án Chủ đầu tư chưa thực hiện nạo vét bùn trồi tại các vị trí đang đổ đất, thủy chiều đang cuốn theo bùn đất ra phía ngoài phạm vi thực hiện dự án. Ngoài số tiền phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital phải công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Cũng qua kiểm tra giám sát vào ngày 19 tháng 9, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phát hiện đơn vị thi công dự án khu đô thị tại khu 10B đang đổ đất trực tiếp, không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả kiểm tra yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản, đồng thời có giải pháp ngăn chặn các chất gây ô nhiễm môi trường sinh thái Vịnh Hạ Long. Ngày 4 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh có văn bản gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động thi công dự án khu đô thị tại khu 10B. Ngày 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả làm rõ phản ánh của báo chí liên quan việc thi công san lấp mặt bằng dự án khu đô thị tại khu 10B. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phạ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án. Sáng ngày 8 tháng 11, tại phiên chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Trần Thị Kim Yến, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến vai trò Bộ Khoa học và Công nghệ trong thẩm định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, các công trường xây dựng. Đại biểu đặt câu hỏi như sau, ví dụ như việc xây dựng của công ty Đỗ Gia Capital đang triển khai ở Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Bộ Khoa học và Công nghệ đã vào cuộc chưa? Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các bộ quản lý ngành trong thẩm định các quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam và thẩm định công bố quy chuẩn Việt Nam do các bộ ban hành. Đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã thẩm định hơn 800 quy chuẩn Việt Nam, thẩm định và công bố hơn 13.000 quy chuẩn Việt Nam của Bộ ngành, trong đó có khoảng 700 quy định về môi trường. Trong đó, công tác thẩm định tập trung vào sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế có liên quan, tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Việc tuân thủ yêu cầu nghiệp vụ trình tự thủ tục tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Về vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định môi trường trong dự án xây dựng tại vịnh Hạ Long, theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, bộ này được giao thẩm định các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Trong đó, công tác thẩm định tập trung vào sự phù hợp quy chuẩn với tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết quốc tế có liên quan, xây dựng quy chuẩn Việt Nam, thanh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn và sự tuân thủ pháp luật về môi trường. Với trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh cần xác định cụ thể hành vi không tuân thủ quy chuẩn Việt Nam về môi trường nếu có liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh có nguy cơ ảnh hưởng đến di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 6 tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Trước đó, bộ đã có công văn số 507 về việc góp ý kiến thỏa thuận dự án khu đô thị tại khu 10B, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện một số nội dung trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án. Cụ thể, về sự tuân thủ theo các quy hoạch, tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý vịnh Hạ Long và các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án thường xuyên giám sát, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp, nhằm tránh tác động tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên và các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. Văn bản cho biết, hiện nay, theo thông tin từ một số cơ quan báo chí phản ánh cho thấy, tại khu vực dự án, việc đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của khu vực danh thắng vịnh Hạ Long để hạn chế tác động xấu ảnh hưởng tới di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án để đề xuất biện pháp xử lý bảo vệ các giá trị di sản Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến tại công văn số 507, trong đó đặc biệt lưu ý quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới IUCN. Đối với nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cơ quan chuyên môn khẩn trương lập quy hoạch di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã có văn bản số 4784 về việc kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 3105 ngày 5 tháng 11 về việc kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả Nguyễn Mạnh Cường giao phòng tài nguyên và môi trường thành phố Cẩm Phả chủ trì, phối hợp với phòng quản lý đô thị, phòng văn hóa và thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Quang Hành và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án khu đô thị tại khu 10B. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, việc kiểm tra nhằm làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến quá trình thi công của dự án, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả trước ngày 10 tháng 11 để có cơ sở báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh văn bản này đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đỗ gia capital tạm dừng thi công dự án phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị thuộc ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật